bọc này mình có lấy lại không? Hay là mình giao người ta? Đó, đổ quần ra quá đẹp. Cũng bẻ xanh xanh luôn hả? Đó, quần quá nhiều mọi người. Quá đẹp. Đây ông chú nè. Lên máy giờ còn đi Hà Nam đầy hả, chưa hết nữa hả? Bọc vậy bao nhiêu ký? 7 ký 6 7 ký. Dạ. Sáng giờ bẻ từ lúc bây giờ tới giờ này. Dạ. Đã xuống hơn 100 mấy rồi đó hả? Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh Tắc Sơn Miền Tây của mình nhé. Lâu lắm rồi mình không có đi làm clip. Hôm nay mình đi làm clip tại vì do chỉ thị 16, đất nước mình đang trong giai đoạn bùng dịch mọi người ơi. Nhưng mà ở khu vực mình là hết chỉ thị 16 rồi, bữa nay mình mới đi làm clip. Bữa nay mình lên vườn Thái thăm cái vườn Hồng Quân của mình Thái. Hồng Quân năm nay nghe nói năm nay là rất giá thê thảm luôn mọi người ơi. Hàng năm Hồng Quân là 20.000 một ký, bây giờ chỉ còn 3.000 một ký à. Năm nay là mấy người nông dân là ai cũng chịu ảnh hưởng do cái đại dịch Covid-19 này hết trơn mọi người. Rồi, mời mọi người cùng đi với mình nhé. Thôi đổ một vườn vậy nè. Quá đẹp. Trái quần quá bự luôn mọi người ơi. Được cành cá luôn. Bằng hai ngón tay, hơn hai ngón tay mình luôn á. Đây cái Hồng Quân chỗ này bự bự không nè, đó đã quá. Cái nào cho nó tròn lụi không. Năm nay là Hồng Quân rất thảm giá luôn mọi người ơi, thê thảm luôn. Đâu rồi, lật lên đây đó mọi người thấy không, nguyên một vườn luôn. Hồng Quân năm nay là thấy mệt rồi. Năm nay không phải là như mấy năm vừa rồi nữa rồi, thê thảm luôn. Cái này mấy 2.000 mấy 3.000 ký hả? 3.000 ký. Chứ mỗi năm ngay cái ngày này là cỡ nhiêu, mười mấy ngàn không? Lịch sử luôn ha anh thấy. Quá trời rớt giá. Cái gì? Chôm hả? Con ngàn ký đặt được đây. Nè, mình cũng đặt Thái 20 ký Hồng Quân về dưới ngâm rượu mọi người ơi. Lúc mình ngâm rượu mình quay cho mọi người xem luôn. Mẹ vợ em năm ngoái ngâm 2 can rượu, can 30 lít. Năm nay cho uống, ngoài lấy uống. Ngon biết sao. Ngon mà biết sao, nhà ai cũng ngâm hết trơn kìa. Con lắm á, mình phải uống trước để nó để nó che mình đem xuống thuyền. Đây nè, cái Hồng Quân dưới đây nè. Quá đẹp luôn. Trái xum xê luôn. Mà nó để càng lâu càng lâu không anh Thái? Mọi người thấy không? Trái xum xê luôn mọi người ơi. Giờ thấy Hồng Quân mà rớt giá cũng thấy tội nghiệp cho người nhà vườn. Dạ. Đỏ không à? Anh lưng anh mua đi ngâm rượu quá. Ngâm rượu. Gì hả? Ngâm rượu ấy chín mùi ngon không? Bạn luôn đã thảm rồi. Ê, mọi người thấy không? Cái trái Hồng Quân bự cành cành không? Đó. Cái nào trái nấy nó tròn lụi tròn lụi không? Năm nay Hồng Quân là trúng mùa không? Trúng mùa nữa. Trúng
mà trúng giá luôn hôm nay. Mùa hôm nay trúng mùa trúng giá luôn. Mà giá 2-3 ngàn. Nhiều ký 30 ngàn á. Gì? Nhiều ký 30 ngàn. Rồi, 10 ký luôn không? Đó, cái này cái đấy còn còn đá lắm. À, một số bạn thắc mắc là tại sao Càng Quân mình quay trên ở clip năm ngoái à. Càng Quân không có gai mà là Hồng Quân Đài Loan hay gì anh, không phải đâu. Tại Hồng Quân này là Hồng Quân nó mọc từ hạt lên nè. Đó, trong từ hộp nè lên nè, bởi vì nó có gai nè. Còn Hồng Quân mà nó không có gai là Hồng Quân chiếc nhánh. Phải không anh Miên? Hồng Quân chiếc nhánh, nó không có gai. Còn Quân này có gai không nè, là Hồng Quân trồng từ hộp lên nè. Đó. Mà trồng từ hộp lên bao nhiêu năm nó mới có trái? 4 năm rồi có trái rồi. 4 năm mới có trái. Cũng lâu ha. Đó, Hồng Quân gai không nè. À, trái xum xê chứ. Đó. Trái xum xê chứ mọi người ơi. Nguyên một cây. Nè, cái cây trái của nó nè. Đó. Trái này bóng bóng là mấy trái Hồng Quân mà bóng bóng là ăn rất là ngọt ha. Các bạn thấy không? Hồng Quân chín đỏ dễ chứ. Nè. Đó, chín thấy mà ham luôn vậy đó. Giá rồi. Mấy người nông dân quá. Khuyên cây nè. Chín đỏ dễ nha. Năm nay ha, Hồng Quân có giá nè. Một cái điều đặc biệt nữa là nấm mối. Nấm mối rất là nhiều mọi người. Nấm mối năm nay thấy nó đi tới đâu là bẻ nấm mối đó, mà mình không có dịp đi tại vì chỉ thị 16 rồi. Nhà ai nấy ở không có ra đường được, cho nên là mình lên đây không được. Bữa nay là hết chỉ thị 16 rồi cho nên là mình ra đường được. Vườn Thái đặc biệt có gà. Gà của Thái trên đây ăn rất là ngon, thịt rất là ngon. Tại vì gà mà thả vườn, thả trên núi, ăn con này con nọ trên núi không à. Cho nên nó là cái miếng thịt gà ăn giống thịt như gà ngày xưa vậy đó. Nó rất là dai, rất là ngon luôn. Mà luộc ra mà mở cái nắp nồi gà ra một cái là thơm phức luôn. Nói cho mọi người nghe thì cái clip Hồng Quân á, cái lịch sử của Hồng Quân á, thì mình sẽ quay hai cây Hồng Quân, quay hai cây Hồng Quân gốc của vùng bảy núi này cho mọi người xem. Đó, từ hai cây Hồng Quân đó nó mới đẻ ra là tất cả những cây Hồng Quân ở đây. Hai cây Hồng Quân nó đem từ trên Campuchia về trồng ở chùa Thiên Ân Tự. Đó, thì một lát nữa mình sẽ về dưới mình ngay lại ngay cái góc chỗ đó mình quay cho hai cây Hồng Quân đó cho mọi người xem. Mình nghe nói đâu bán hết cây rồi mấy trăm triệu vậy đó. Thì hai cái đó mới đẻ ra tất cả những cây Hồng Quân ở đây nè, là lấy giống của nó. Cái trái Hồng Quân mình ăn mình phải bóp nè mọi người, mình ăn mà nó bóp thì nó chát lắm nè, nó cứ ngắt à, ăn phải bóp mềm chứ không thịnh cái này đó. Ăn vô nó mới ngọt. Rồi bóp hồi nhão vô. Sao? Xịt nghe ngọt không? Ngọt. Vừa con thái Quân vừa thái ngọt lắm. Đó. Bóp cho dữ. Mà nếu mà mình không bóp mình ăn vô thì nó chát lắm. Chín thiệt nhưng mà nó cũng chát à mọi người. Tôi ăn bóp vừa vừa, ăn nhiều bóp nhiều quá nó mắc vị chát. Mà ăn có vị chát vô thì nó tốt cho bào tử. Đó. Bóp vừa vừa giờ. Mấy cái này mà thua lù ha anh hết. Nó được. Bây giờ sao nghe nó không có này không ăn uống gì được lắm rồi. Mấy người già mở mớm. Trời chuyển mưa mọi người ơi. Thôi ơi, vô vườn thái đã quá. Giờ nãy giờ Hồng Quân te tu rồi. Nó ở bụng luôn rồi, bây giờ nó kêu đi bán nhãn nữa. Hồng Quân vườn thái đặc biệt nha. Trái bự bự không à. Trái bự bự không à mọi người ơi. À, thấy cái tay không? Trái bự bự không à. Đó rồi. Sọt rau Hồng Quân
mãng cầu, rau nhái. Đây 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 đây, thấy cái miếng đất ở dưới thấy đẹp không? Đó đó, bên đó trồng cái gì Thái? Cái mà vàng á? Không, cái vàng le kìa. Đậu que hả? Quá đẹp luôn mọi người, đậu que dưới đó, đó đó đó, rất là đẹp luôn, quá lý tưởng luôn. Đi tiếp qua bãi nhãn. Đó, cái vườn đậu que đó hả? Đất này của ông luôn hả? Đây nè, đó, vườn bao nhãn. Có trái không? Trời ơi. Rồi, rớt rồi. Ủa. Nhãn trái không nhiều. Nhưng mà được cái là rất là ngọt. Hết trái rồi. Núi cấm mọi người. Núi cái núi gì mình đi bữa hổm ta? Núi dài. Không phải. Sao núi dài kìa? Núi rô. Núi rô. Ở núi rô có cái cây nhỏ 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 trên đỉnh núi đó mọi người. Bữa em với ông Tuấn Anh đi lên cái chỗ cục trắng trắng đó đăng. Vậy hả? Ừ. Trắng trắng chỗ đó hả? Ừ. Chơi môn leo dây. Bệnh có cái hàng dơi. Cái góc hồng quân này quá đỉnh luôn. Quá bự luôn mọi người thấy không? Đây là cái cây hồng quân gốc của vùng bảy núi nè. Đó, cái bàn tay mình nè. À đó. Dưới cái gốc đó nè. Rất bự nha mọi người. Bẻ ăn thử cho thử. Cây này là cây thứ nhất. Cây này cây thứ hai nè. Nè, cây thứ hai mọi người. Đó. Mấy cây hồng quân ở đây là gốc bự bự không à. Đó, mọi người thấy không? Thấy cái gốc nó bự dữ dằn không? Đó. Mấy cái gốc cây hồng quân này là ở khoảng 70 năm trở lên trơn mọi người. 70 năm trên. Đó. Rất là bự luôn. Theo mình tìm hiểu á, là cái hai cái gốc hồng quân này nè, là ngày xưa á, là người ta nó đem cái cây hồng quân này nè là từ trên đất Campuchia về, từ trên đất Campuchia về họ mới gieo trồng ở đây hai cây. Rồi sau này ông bà ta mới lấy hai cái lấy mấy chiếc nhánh của hai cây hồng quân này nè là chiết ra để tới bây giờ luôn. Đó mọi người thấy không, gốc rất là bự luôn. Cái hồng quân bự hết hồn luôn. Cái hồng quân á, cái hộp của nó trồng từ hộp á thì nó có gai, còn chiếc nhánh ra trồng á thì nó sẽ không giờ có gai. Cây này cái nhánh nó chảnh về nào, nó đâu có gai đâu. Chắc nghĩ hộp quá, cái nhánh là trồng chết rồi. Ừ. Ừ. Chú Ba Nhường ông nói là hồi trẻ là ông biết rồi. Là ông biết là lúc còn nhỏ là người ta nói là đem cái cây này về mấy chục năm rồi đó. Mà tới hôm nay ông là 67 tuổi rồi. Đúng là quá bự luôn. Trái liệt địa chưa. Đó, trái quân nè mọi người. Nhìn hồng quân năm nay mà rớt giá thê thảm gì cũng tội nghiệp người vì nhà vườn. Mỗi năm giờ này là ký cũng 17-18 ngàn. Bây giờ còn ký có 3 ngàn à. Nó rớt đâu gấp 7, gấp 8 lần vậy. 2,5 hả? Dạ.
chữ bẻ chở nữa. Năm ngoái mười mấy ngàn người ta chở, năm nay hai rưỡi mình chở. Xuống vậy. Hai rưỡi mà mình chở nữa hả? Năm ngoái đã lên tới vườn chở thôi, năm nay mình chở thôi. Dạ. Thì năm ngoái còn thấy có cái anh đó anh lên tới đây anh lấy. Mua ít. Dạ. Hôm nay đâu phải hồ quân không mà mấy tất cả mấy cái trái kia cũng vậy luôn hả? Ba cái thông cơm nó quay có 1.000 có 3.000 ký gì đó. 1.000, 3.000 ký. Thông cơm nhãn được 8.000. Thông cơm thường này 1.000, 3.000. Thông cơm thường này có cái mạng nào đó không biết đăng lên kêu cầu cứu hồ quân. Mà cũng không thấy ai cầu cứu. Nếu quân vừa rẻ quá, rẻ đăng lên kêu cậu cứu. Đúng rồi. Thường là mấy ở phòng nông nghiệp rồi đó. Mấy cái trái như là bắp nè, với cá ba sa rồi đó. Không có đầu ga cái kêu cứu. Mới đó rồi. Cái đó là yếu. Ăn, còn này dạ. Mình ăn giặt mình kêu cứu chắc không nổi đâu. Tại vì ở vùng mình quá nhiều. Đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 thùng này là 9, bên trong nữa, còn bọc thì 25 kg, cũng gần 200 kg. Quân đỏ đỏ không ha.